Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục là all in vào mấy cái vé chiêu mộ anh em ạ. Để có thể là kiếm thêm phôi, tầm này chỉ cần phôi thôi. Vé chiêu mộ. Chần chờ gì nữa mà không chiêu mộ. Wow, 416 vé anh em nha, mục luôn. Rồi xem được Gozo nó không nha. Thêm một lần nữa, hình như hôm trước mình làm sự kiện làm ngay trong group fake thì đếch được cái cốt Gozo anh em ạ. Ảo thật đấy. Ơ thôi, Yogo Toji này. Thêm em Toji nữa rồi anh em ơi. Rồi Hanami này. Xem nào, không có Gozo, vẫn cứ là Megumi. À, số tướng nó đạt giới hạn à. Thế này là phải đi ghép các kiểu, các điều sở quản lý nhân sự giải phóng nhanh luôn. Đó, ngon lành đấy. À đúng rồi, hôm trước hình như vừa cập nhật là giảm giá khi mua slot đồ đây này. Thế cho nên là mình sẽ mua luôn nhé. Ôi, đúng là giảm giá đi rẻ hơn một tí thật. Mua thêm một chút slot đồ đi, cho đỡ bị chặt túi. Chiêu mộ cho nó sướng anh em nhé. Đó, 460 rồi, ngon lành cánh đá anh em ơi. À, chiêu mộ thôi. Tiếp tục nào. Ngắt quãng quá anh em ạ. Không biết là cái nhân phẩm của mình nó có bị ngắt quãng hay không. Ui, giật cá mình, Mahito dị biệt. Cứ tưởng là em Gojo cơ. Ai đây? Panda. Rồi, Naoya. Gojo. Mây. Vãi Eso. Hanami. Lại mây. Gojo thì sao? Trời ơi, Megumi. Thôi Megumi tử linh thì cũng được. Nhưng Megumi thường thì hơi ối rồi ôi anh em ạ. Lại Kasumi, số tướng đạt giới hạn đấy, nhanh thế nhỉ. 226 à. Đây, phòng thí nghiệm dị năng lại tiếp tục là ghép lên thôi. Những em nào mà 5 sao thì ghép. Đó. Thế là có thêm 10 slot đồ nữa. Ok. Mi web. Rồi. Ok. Sở quản lý nhân sự giải phóng nhanh. Đấy. Không biết là được bao nhiêu slot đồ đây. Chiêu mộ tiếp xem nào. 226 vé chắc là vẫn phải đi reset thêm lần nữa. Megumi tử linh à. Lại Hanami hôm nay ra rất nhiều thằng Hanami rồi nha. Eso cũng thế nha. Megumi cũng thế nha. Gozo đi. Xin đấy. Ôi dồi ôi, Todo. Cũng là OO. Nhưng mà không phải là Gojo mà lại là Todo. Cú thực sự anh em ơi. Yuta này. Yoshino Junpeo. Nita Arata. Lại đạt giới hạn. Cú thế nhỉ. Cứ được 100 slot đồ là lại phải đi ghép. Bực thực sự luôn anh em ơi. Shoko này. Chiêu mộ tiếp. Yuki xạ thủ. Mai. Panda. Cái gì thế này. Reggie. Ôi dồi ôi, Gakuganji à. Lại thêm một cụ nữa. Có khi nào nâng cụ không anh em nhỉ? Lại Mahito dị biệt Nanami này. Ba em từng hiểu liên tiếp nhưng không có Gojo anh em ơi. Ai à, lại Nanami. Rồi luôn Yuta. Naobito này. Lại đạt giới hạn. Ảo thật nhỉ, còn 26 vé nữa thôi mà không cố cho tôi được à. Giải phóng luôn. Rồi. Chiêu mộ. Tiếp tục anh em ơi. Ôi giời ơi, Chocho. Jujo này anh em này. Toang rồi, không ra rồi anh em ơi. Ghép luôn ở đây nha, 20.000 điểm. Ghép được 20 em nữa à. Một phát. Ây da. Hai phát. Yuki xạ thủ luôn nhé. Ui, hai em Yuki xạ thủ luôn ạ. Cái thằng Eso nhìn ghét thật. Ôi lại Chocho này, từng hiếm luôn nhé. Căng chưa, hôm nay ra hơi bị nhiều Chocho luôn nha. Có khi nào là bắt mình phải chơi Chocho hay không? Yujo. U là trời. Ồ, Maki à. Rồi luôn. Hết. Thế là vẫn không được em Gojo nào cả anh em ạ. Cú thực sự luôn á. Cổ vũ mình nhớ là có cái thẻ hội viên trọn đời này. Được thêm một vé nữa này. Hội viên Chí Tôn. Đây rồi. Ủa sao còn hai cái chấm đỏ ta nhận rồi mà. Thế là đủ thêm 20 vé nữa rồi anh em.
All in tiếp vào đây anh em ơi. Hy vọng rằng là có Gojo nhá. Gojo, Gojo. Phát đầu tiên là không được gì đấy. Thấy mùi mùi đấy anh em ơi. Trời. Chết tôi rồi. Shop độc quyền xem nào. Không ổn tí nào anh em ơi. Toàn quá. Hủy diệt xem nào. 100 mảnh. Mình cần phải chiêu mộ hội viên thêm 34 lần nữa thì mới có được một em Gojo ở trong này nữa cơ anh em ạ. Thốn quá anh em ơi. Quay 1.000 lượt xem nào. Cấp đạt 88. Ô, có thể nhận này. Thế thôi, nhận vị từng hiếm này nó còn được hơn ý. 98 là nhận thêm phân nữa này. Quay 10 lượt nữa đi. Hôm nay chỉ quay và quay thôi anh em nhá. Xem nhân phẩm như thế nào đây. Rồi ôi. Toàn mấy thằng cúi bắp anh em ạ. Cú thực sự luôn nha. Nhân phẩm hôm nay không hiểu kiểu gì luôn ý. Vai cái trưởng thật chứ. Trưởng thành xem nào. Còn vé vùng gì nữa không? Thường tích điểm. Ui. Không ổn rồi anh em ơi. Đã thế thì mình sẽ vào chiêu mộ giờ vàng luôn này. Chiêu mộ miễn phí. À, có chiêu mộ bằng kim cương này. Luôn xem nào. Xem có được thêm em Hana đặc vụ nào hay không anh em ơi. Wow. Số tướng đã đạt giới hạn. Vãi. Bực thế nhỉ. Phòng thí nghiệm dị năng xem nào. Đây rồi. Một mớ 5 sao có thể ghép được lên này anh em ơi. Tuyệt vời. Có thêm phôi. Có thêm phôi. Cho mày đi nốt. Hay quá. Ui ui. Tiếp tục luôn. Hết chưa? Ủa, cả một đống phôi 5 sao luôn anh em ạ. Vãi thật. Thế thì mình sẽ mua ở đây nha anh em. Một phát này. Ô, mua được mấy gói này luôn này. 160, nhưng mà mua 160 thì mình sẽ có thể cũng được đấy. Có thêm 20 vé. 243. 243. Thế mình sẽ tiêu thêm 100 nữa đi. À, 130 nữa đi. Đấy. Ok này, bây giờ thì mình sẽ chiêu mộ thôi anh em ơi. Hy vọng rằng là 50 cái vé này thì sẽ có thể là lấy được một em Hana đặc vụ anh em nhá. Ít nhất là phải có em Hana đặc vụ đi, cho nó chất chơi nghỉ rơi nha. Đấy. Ui, vãi cả trưởng, ảo thật. Hai em luôn này, 1-2. Wow, thốn anh em ơi. Được của nó đấy. Ui, ngay phát đầu tiên được hai em Hana đặc vụ. Còn lại những phát sau thì như thế nào? Ủa? Bẹp à? À, 19 lần nữa cơ mà. Thế thì ở đây xem nào. Ui, dùng quả kim cương thốn quá anh em ạ. 2.000 kim cương. Còn 9 lượt nữa thì chắc chắn nhận được. Thế thì thương nhân Plesme. Thám hiểm bí cảnh. 9 lần nữa đúng không? Đầu tư luôn anh em ạ. Thêm một em nữa đi, hy vọng rằng nó phải là Hana đặc vụ nhá. Hana đặc vụ. Đấy. Tuyệt vời luôn anh em ơi. Ok luôn nhá. Thế là hôm nay mình có thêm 3 em Hana đặc vụ rồi. Đây, phòng thí nghiệm dị năng này. Mình sẽ ghép cho nó lên nha anh em ơi. Một phôi ơ. Thiếu à? Thiếu ngay cái thằng Kechiyu này mới đau chứ anh em. Kechiyu. À đây, ghép được. May quá. Hú vía ông địa anh em ơi. Ghép được luôn. Rồi. Mày. May à bữa ấy. Vào tướng để nhìn cho nó dễ nha anh em. Sức mạnh. Ây à. Bên này có vẻ là lắm này. Ui dồi ôi. Em mây mây là ưu tiên hàng đầu anh em nhá. Xem cái mây mây 6 sao nào hay không nào. Mây mây. Không có nào 6 sao á. Ảo vậy. Hay là mình làm phôi hết rồi nhỉ? U là trời nhiều lắm. Thôi nâng cấp một em lên 6 sao thôi. Bồi dưỡng luôn nè. 1, 2, 3. Lên nha. 1, 2, 3, 4. Ok. 7 sao này. 1, 2. Ui da. Ui da. 3. 6 sao đấy. Ngon luôn. Phát này lên 9 sao dễ này anh em này. 1, 2. Ai già. Căng 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 căng. Vào phòng thí nghiệm đi, nhìn cho nó dễ anh em ơi. 6 sao. Ủa. Không có thằng nào lên được 6 sao á trời. Fuck man.
chuyển sang bên này vậy? Ghép bừa một số phôi 6 sao thế nào? 1, 2, 3. Không ngờ luôn đấy, bên sức mạnh kia mà lại bị hết phôi anh em ạ. Ảo thực sự luôn. Sang bên này vậy. Ủi bên này thì khả năng là nhiều này. Cái thằng ẻo lả này cũng lắm này anh em này. Thế nâng cấp thằng này đi. Bồi dưỡng lên 4 em phôi đúng không? U là trời. Nó cũng lại sắp hết phôi đến nơi rồi đấy này. Rồi. Cho mấy thằng đấy bay màu. Chỉ làm nhân vật phụ thôi. Số phận của mày sinh ra là để như vậy rồi. À, phát này lên chỉ sao đúng không? Nita Arata 1, 2. Lên. Ok anh em nhá. Và bây giờ thì em Hana đặc vụ của mình chắc chắn có thể lên được E1 rồi. Không chần chờ gì nữa. ESO chọn luôn. Lên. Wow. E1 anh em ơi. Được của nó đấy chứ. Tổng lực chiến đã đạt 200 vạn tức là 2 củ của anh em nhá. Căng chưa? Tiếp tục một em Hana đặc vụ nữa là mình sẽ có thể nâng cấp được lên E2 đấy. Nhưng với điều kiện là phải có thêm một phôi 10 sao. Tầm này phôi 10 sao là hơi thốn rồi nha. Woo. Thuộc tính lên là 255 trên 280 rồi. Ngon quá anh em ơi. Được của nó nhỉ.